Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Trong clip hôm nay xin giới thiệu chi tiết với các bác về bộ giò bẫy gà, giò bắp chuối nhé. Giò bắp chuối, giò đón cao cấp, hàng cáp 432, 432 các bác nhé. Thì bẫy gà ấy, thì có hai dạng bẫy, đó là bẫy đón và bẫy đá. Thì bẫy đá là bẫy quanh con gà mồi, thế còn bẫy đón là sẽ bẫy đón đường con gà bổi nó về nhé. Thì đây là một cái bộ giò chuyên dùng cho đón, anh em vẫn gọi nó là bộ giò bắp chuối nhé, giò bắp chuối chuyên dùng cho đón. Đó. Hàng này ấy, nó là hàng cao cấp, hàng cao cấp nha các bác nhé. Cái cáp nó là cáp 432, cáp 432 các bác nhá. Cáp 432 hàng cao cấp nhất hiện nay. Đây, tôi mở ra chi tiết cho các bác xem nhé. Đây là dây liên kết, cũng là dây dù siêu bền, màu ngụy trang, màu cỏ khô, và các loại dây dây mảnh, dây một sợi này, dây một sợi này, thì là cái khả năng rối nó ít nhá. Cái giò này là giò bắp chuối cáp xe chân đồng nhé, cáp xe chân đồng. Đây là một chân giò nhé. Đây tôi lấy một chân giò đây cho các bác xem. Đây là điển hình một chân giò này. Đây nhá, chân đồng các bác nhé, chân đồng. Chân đồng. Đây, chân đồng các bác nhé. Chân đồng này thì hạn chế không có bao giờ bị han rỉ nha các bác nhé. Chân đồng, phía đầu ngọn chân này này là có hai lỗ, hai lỗ khoan nhé. Một lỗ khoan từ trên xuống để xỏ cáp xuống này. Có ba lỗ khoan đấy, và hai lỗ khoan ở thân, hai lỗ khoan ở thân này này, để xiên cái dây cáp qua, xiên dây cáp qua. Và cái đoạn dây dù siêu bền này sẽ buộc đúng một cái chỗ đoạn gập cáp này, gập cáp này nhé. Thì đây là hàng cao cấp, cao cấp nhất, gọi là cáp 432. Cáp 432 có nghĩa là các bác nhìn này, cái loại này anh em vẫn hay gọi là loại đầu voi đuôi chuột nhé. Đầu voi đuôi chuột có nghĩa là dưới chân thì to và trên ngọn thì nhỏ. Cáp 432 các bác nhé. Cáp 4 có nghĩa là phía chân gốc này, phía chân gốc này sẽ được xe 4 sợi, 4 sợi cáp nhé. Rồi, tới đây, tới chỗ này này, cái này nó xe rất là mịn, các bác để ý kỹ lắm mới thấy. Đây đoạn dưới này xuống là chân 4 này, là 4 sợi cáp này. Và đoạn từ khúc này trở nên đấy khúc này, đấy nhá, khúc giữa này, đây khúc giữa này thì xe là 3 sợi cáp các bác nhé. Khúc giữa này là 3 sợi cáp xe vào với nhau. Thế còn phần ngọn cuối cùng này thì sẽ là 2 sợi. Đấy, 2 sợi. Thì cái giò này gọi là giò 432 các bác nhé. Giò 432 hàng cao cấp nhất hiện nay, hàng cao nhất hiện nay. Thì đối với cái giò hàng 432 này ấy, thì cái độ búng, độ nhạy nó rất là tốt, cái độ nhạy được cực tốt luôn. Đấy, nhẹ phát là trôi là tuột luôn. Thì cái giò này là giò chuyên dành cho đá, cực kỳ hiệu quả nhé các bác nhé. Thế còn đối với giò bắp chuối thường ấy, thì nó là xe từ đầu đến đuôi bằng nhau, đều là 4 sợi cáp nhỏ. Còn đây là giò 432, là phía gốc là có 4 sợi, xong tới 3 sợi và tiếp tục là tới 2 sợi. Thì anh em vẫn gọi là giò đầu voi đuôi chuột nhé. Đấy, đây là chi tiết cái giò bắp chuối loại cao cấp nhất hiện nay nhé các bác nhé. Số lượng hàng cũng rất là nhiều, các bác cần thì các bác cứ liên hệ nhé. Số lượng hàng rất là nhiều, mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại ở bảng kia. Hàng thì ship COD đi toàn quốc nha các bác nhé. Cái này ấy, thì nói chung là các bác tiền nào của đấy thôi. Hàng này là hàng cao cấp thì cái giá tiền nó sẽ hơi cao các bác nhé, giá tiền hơi cao một chút. Đấy, giò 432. Một bộ này ấy, là vẫn là một cái bộ phổ thông. Bộ phổ thông nó bao gồm là có 20 chân giò, 20 chân giò các bác nhé. Thì để xe được một cái sợi cáp 432 này thì rất là cầu kỳ, rất là cầu kỳ nhé, làm rất là kỹ các bác. Đây, phía ngọn là có 2 sợi, tiếp theo tới 3, xong tới 4. Anh em mới gọi là cái giò
432 đấy, hàng chân đồng này thì cực kỳ rồi, không bao giờ hen, không bao giờ hen nhé. Đấy, mọi chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp với các đầu số trên bảng kia nhé, shop Tân Ánh, Ngọc Ánh, ship hàng COD đi toàn quốc cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho người giao hàng. Đối với cái bộ giò này thì các bác nhận được thì hoàn toàn là ưng ý nha các bác nhé. Đấy, ưng ý, hàng chất lượng cao, hàng VIP mà. Đấy, giá này là giá là khá cao nhá. Các bác mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, giò 432, hàng cao cấp nhất nhá, bắp chuối chuyên cho đón. Rồi, cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá.